Bây giờ mình chưa kịp kêu quan hỏi đăng gì sạch bách bạn ơi này. Bà cha mua mua cũng trước ăn. Ăn đủ chưa? Ngồi cứ. Mình đang ăn hết trơn rồi. Ừ. Thôi bạn mà chào bạn mình là ăn chó đây. Các bạn. Rồi. Cử rồi. Trời ơi, nhà cha cũng quay dùng cái người gắm chó hả? Hôm nay ta sẽ cho tụi bay trang điểm với bà tụi bay. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả các bạn đến với channel mình là Nguyễn Hải đây. Cái gì vậy chó? Tụi mình hôm nay sẽ làm một thử thách rất là đơn giản mà cũng khá là vui anh em. Mấy bạn biết gì không? Bây giờ mình sẽ tiết lộ cho anh em cái trò này nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành bắt đầu chống kêu quy về nước ra ngoài đây là mình tiến hành làm cái trò này cho các bạn coi. Giờ mình xúc phải ok cho bạn coi nha. Ok mà mấy bạn biết trò gì không? Đó là cái trò khi mà mình sẽ dăng cái võng từ đây qua đây, là đây là cái khuôn võng này, mình sẽ dăng cái võng từ đó qua đó, mình sẽ ngồi trên đó và mình sẽ nhờ hai đứa này lắc cái võng, vừa lắc của mình ở trên cái võng, mình sẽ trang điểm, đứa nào mà trang điểm đẹp đó là thắng. Ok anh em, cái thử thách này sẽ có tiền đó nghe anh em. Ôi, cái lửa rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cái trò chơi đi nha anh em. Anh em hiểu trò chơi cho mình nhắc lại lần nữa nha. Bây giờ là mình sẽ dăng cái võng từ cái góc này qua bên đây. Rồi sau đó mình sẽ ngồi trên đó, rồi mình có người đã trang điểm đung đưa cái võng á, mình sẽ đứng ở đó mình trang điểm, có đứa nào đẹp trang điểm mấy bạn trang điểm như mình nghe, nhớ trang điểm. Ok nghe bạn, sắc đẹp chơi thôi. Đó. Nguyên lên võng bạn. Ba đứa lắc mới thấm chứ mình ơi, hai đứa lắc chắc không thấm đâu, không nên mình lắc mới thấm. Đây đồ nghề đây. Khoan, cái này là gì đây? Son. Son ha. Con này gì? Son. Lấy cây thôi. Mà đây. Để túi em. Đây mắt ra khỏi xài. Đúng rồi, mình sẽ cần anh em ơi, mình chỉ cần cái đồ mà trang điểm chân mày với lại cái môi son thôi, các bạn nhớ mà đánh má hồng luôn nha anh em. Ngồi gì ai cho mày nồng đi không, tôi ngồi là chắc chứ không có đâu người ta em quẩn tiếp đi đây anh nên chứ mày thấy bà mấy tao rồi con rồi chưa tự cái trời đánh đứa ba hai hồng chứ nha. Lộn cổ thằng Châu á. 3, 2, 1. Bây giờ nào làm sẵn trước đi. Đây đưa cái son đây, mở nắp nha. Cầm đi. Ok, tụi mình cho giúp tụi mấy chân cầm kìa. Có thể lấy son. Em ở ngoài cho giúp luôn. Ôi, okay, từ. Ủa vậy? Kiếm khăn giấy coi. Không, chơi khăn giấy không vui. Khăn giấy chậm mồ hôi, ba nó quẹt cho nó dính. Hết khăn giấy rồi, khỏi đi. Quần nè. Dạ, 3 2, 1 vô. Làm trang điểm. Trao nổi, ủng bạc ấy coi. Ngồi giọng ở lắc cái gan tưởng tượng như ở ngoài giờ khơ mà sống đà sống thằng nó đánh không cho điểm không hay không. Bây giờ mình mới chối lấy tinh thần, nó giờ nó cự quá trời cự, giờ mình sẽ bắt đầu tiếp tục nha. Ra mày chừng nào mà cũng thấy đẹp rồi ok rồi đi ra, mày có quyền mày tháo ra ai chớ mày rồi chưa rồi. Mẹ tháo ra đưa một cái nha, nó bự kìa. Không quên bây giờ nào thay xong trước. Khoan từ. Xong trước. Ấy, có đứa nào có gì không không? Chị. Thùng cái. Ấy thùng quần cho nào đây. Cô bạn ơi nãy giờ mình tóc nó sụ chứ khó trang điểm quá, thằng nãy nó cũng buộc lên chơi cho dễ trang điểm mà lát các bạn trang điểm cho mình nha. Được chưa? Rồi. 2 3. Ngon. Rồi, cho mày luôn. Bây giờ các bạn
bằng xa son nè. Lát phải mặc quỳ cho bạn coi nè. Ủa là trời, trang điểm như này mặc cũng khó. Giờ tiếp tục ngay nè, tới bằng son nè. 3, 2, 1. Trời ơi. Chắc rồi bạn ơi. Quay cho bạn. Mấy bạn đang bóng đồ giặt. Mấy bạn ngu mấy bạn. Tụi bạn coi nè, chắc lát ba mình tắm nở sống. Để cạnh mấy bạn. Để cho bạn ngắm đời chưa, con mặt đó. Ra tới ông này ngồi xuống. Mấy bạn ngu dòm chảy máu luôn nữa bạn. Thấy không? Hy sinh ngay thật luôn mấy bạn. Ôi trời, nhìn mẹ kìa. Đụng thương bóng đồ giặt. Rồi mấy đứa đừng có lắc. Để lắc cho. Cái giò lên luôn, cái giò lên luôn. Chưa. 3, 2, 1. Nhẹ quá. Nhẹ cũng là một cánh thổ mà kéo xích cho dùm. Nhẹ thôi, mình đang nghĩ thì không quay. Không được. Bố nói hay không? Cũng có tay chứ nha. Cũng có tay chứ. Dễ vậy. Tao giật ra bà nội. Trời ơi là chàng nghỉ ngồi luôn á. Dạ. Mình ok giờ mình trang điểm gãy cái ngồi luôn bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy cái này mình tự chát luôn các bạn. Rồi. Chưa? Dạ. 3, 2, 1. Sao đâu? Cho nếu mà hồng chứ cái đi. 3, 2, 1. Đắt. Chưa? Quánh của nội tao. Rồi bạn ơi. Nhìn mấy thấy mình giống bóng chôm chôm luôn. Chạy máu rồi bạn. Cái đầu gì vậy? Nhìn cái đầu vô uống gom với bạn. Bạn thấy mình giống bóng chôm chôm không? Bạn ơi không phải bóng chôm. Xích đây búp bê bị lỗi. Bạn ơi, mấy bạn nhìn thấy mặt chấm điểm các bạn. Mấy bạn nhìn chấm điểm có mặt nào đẹp mặt mình đúng không? Khi nào mấy bạn mà chấm điểm xong á, mình sẽ coi lại cái kết quả chấm điểm của bạn, rồi mình sẽ coi lại comment nghe, rồi mình sẽ cho không đừng có chấm điểm cái nào đẹp nha, chấm điểm cái nào vui nhất. Cái gà búp bê bị lỗi. Nhìn giống như con Annabelle quá bạn. Thôi bỏ đi mấy bạn ơi, giờ mình sẽ kết thúc video đây nha các bạn. Bây giờ mình quay thời lượng video cũng dài rồi, các bạn nhớ chấm điểm của tụi mình nha. Ok, và mình sẽ kết thúc video đây nha anh em nhớ comment và ý kiến của anh em, nhớ subscribe kênh, like, share, ủng hộ video của mình nha. Nếu thấy hay nhớ comment ý kiến của anh em để coi thằng nào đẹp nha anh em. Mình thấy mình đẹp trai lắm các bạn. Không phải đẹp trai, coi thằng nào nó vui nhất rồi. Giống như mình là con Annabelle với các bạn. Chú bê bị lỗi nhà phát sinh. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nha. Nhớ xem video của mình rồi thì hay thì like, share nha. Ok các bạn, bye bye.